Em một chút như vậy cho nó vui vẻ thôi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với cả Otaku Adventure. Hôm trước thì anh em còn nhớ là chúng ta đi theo cái em của waifu bị nó lừa anh em ạ. Khổ, số phận của những thằng sim, những thằng wibu rách đó là sẽ bị gái lừa, cuối cùng bị nó lừa tiêu hủy, tía thì tiêu hủy thế giới. May mà chúng ta có được cái máy thời gian quay trở về quá khứ và chúng ta khử nó luôn. Thế ngày hôm nay tôi sẽ quay trở lại Otaku Adventure. Chúng ta sẽ đến với một waifu thật sự nhá. Waifu thực sự. Bởi vì theo tôi biết là trong con game này chúng ta có đến ba em gái. Ba em gái nhá. Hôm trước chúng ta đã gặp hai em rồi. Một là em ở quán chơi game điện tử. Hai là em coi như là waifu. Nhưng vẫn còn một em gái nữa mà thực sự mới chính là waifu nhá. Xinh, dễ thương, tốt bụng. Hôm nay chúng ta sẽ cố gắng để gặp được em ý anh em nhé, cố gắng để gặp được em ý. Không phải là em chơi game, em chơi game là một em hoàn toàn khác nhá. Cái em này là một cái em hoàn toàn khác. Em này mới chính thức là waifu. Ok, vào nhá. Trang sói ban nhầm thì inbox chửi tôi đè tôi mở lại. Úi giời ơi khổ. Trang sói, Trang vừa mới ốm dậy từ bệnh viện về mà khiếp. Chắc chúng ta phải new game thôi em ạ. Tôi đoán chúng ta chắc phải new game thôi. Lần trước chúng ta là CT cool rồi đúng không? Lần này là gì đây? Có mấy anh em ma tí béo hay là tên là Boom nhỉ? Con này có đặt được tên bằng tiếng Unique không? À không viết được, không viết được. Không viết được tiếng Việt. Nó chỉ viết được tiếng không dấu thôi. C Onichan 3K. Ok. Onichan 3K. À, mình có thể chọn được cả chapter luôn này anh em này. Mình chọn được chapter luôn này anh em này. Chúng ta có thể bỏ qua được coi như là mấy cái đoạn vớ vẩn đấy. Chúng ta có đến chapter này luôn đi. Ôi ơi, ông chủ cửa hàng. Tôi có thể giúp gì cho cậu? Để tôi xem nào. Đây đây, tôi nhớ này. Mình phải mua một cái tour VIP. Bởi vì lần trước anh em có nhớ là chúng ta đến cái chỗ cái quán chơi game là nó yêu cầu chúng ta là phải có cái chuôi tua vít để chúng ta có thể sửa được cái máy đấy anh em có nhớ không? Đấy, tôi sẽ mua cái chuôi tua vít nhá. Cảm ơn Như Nguyễn. Anh ơi, waifu trước chưa em? Ơ, waifu trước em rồi mà. Như không xem stream à? Mai Linh, hôm trước em waifu rồi mà. Mua cái này. À, với lại mình cần phải mua cái gì nữa nhỉ? Nước đúng không? Mua chai nước. Mua chai nước để đưa cho cái ông chủ cái quán chơi game. Và mua cái chuôi tua vít để tí nữa mình sửa cái máy chơi game. Quyển Walkthrough là để chơi với cả em Trung Quốc. Tôi không thích em Trung Quốc, tôi thích em waifu khác cơ. Chúng ta thích em waifu khác cơ. Đấy, anh em cứ chờ mà xem. Rồi. Ok, cảm ơn. Vào rồi. Đoạn này tôi sẽ cho cái đèn rơi vào đầu con này đúng không anh em? Cho cái đèn rơi vào đầu con này đúng không? Úi giời ơi, thôi em không lừa được anh nữa đâu em ơi. Ôi tiền sư, em không lừa được anh nữa đâu. Em nghĩ cái gì? Em định dở cái bộ mặt ngây thơ đấy ra đây để lừa anh á? Mẹ, đừng có hòng nhá. Chỉ anh chỉ bị lừa một lần thôi. Sao cô ta cứ nhìn mình? Ủa,
mình xấu hổ quá, mình làm gì đây? À, nhà hỏi tên đấy anh em ạ, bảo với nó là mình là một lập trình viên rất giỏi. Chào em, anh là một lập trình viên rất giỏi em ạ. Sở thích của anh là coding. Nếu em có câu hỏi nào về vấn đề coding, anh thể giúp em được. Nó đờ người ra rồi. Nào, đèn rơi chưa? Đèn rơi rồi anh em ạ. Mình sẽ làm gì đây? Mình sẽ làm gì? Cô gái sẽ bị đèn rơi vào đầu. Không làm gì. Úi dồi ôi, đây là số phận của những đứa dám lừa dối tôi. Em có sao không? Em chóng mặt quá. Phản ngày. Ôi dồi, thế đéo nào? Ô, em đang bị chảy máu kìa. Em có ổn không? Đấy, chúng ta bắt đầu đi theo một cái ending khác rồi đấy anh em ạ. Cô ấy bất tỉnh rồi, mình phải làm thế nào đây? Để tôi gọi xe cấp cứu. Vâng, vâng, vâng. Ôi dồi, Bebo. Ôi mẹ, đéo gì đấy, bác sĩ quái dị à? Thế đéo nào trong này có cả bác sĩ quái dị. What the fuck is this shit? Mẹ, bác sĩ quái dị anh em ạ. Đúng không? Cái quả mà coi như là có hai cái phần da này là Blackjack thì đúng không? Vai cả. Cô ấy có ổn không phải bác sĩ? Cô ấy sao rồi? Cô ấy chết rồi. Vãi cần lìn. Cái đéo gì đây? Hả? Anh có phải là người yêu cô ta, à, bạn bè hoặc là họ hàng gì với cô ta không? À, dạ không. Cháu không biết ạ. Thế tại sao cô ta bị cái đèn rơi vào đầu? Đừng có hỏi cháu có biết gì đâu chú ơi. Tại sao cậu lại có vẻ coi như là run rẩy hồi hộp thế? Dạ nó không liên quan gì cháu chú ơi. Đừng có bảo cháu có làm gì đâu. Chú có hỏi ông chủ cửa hàng cái này. Cháu đi đây. Này, đợi đã. Ok. Ờ, một cái đèn nữa lại rơi mẹ rồi. Rơi mẹ đầu này. Rất đơn giản. Bồ láo, bồ lêu. Đây. Mình có thể cứu được cô ấy nếu như mình di chuyển nhanh hơn. Nhưng rất khó để có thể nói được. Nếu mà cái đèn ấy mà rơi vào mình chắc mình cũng chết mất. Quên nó đi. Rồi, mình đi relax thôi. Đúng rồi, mình biết một nơi rất tốt để relax. Đấy, đến quán đồ chơi thôi anh em. Rất xuất sắc, đặc vụ 47A. Ai bắn bóng đèn đấy? Tôi nhiều khi là thằng cha chủ cửa hàng, các bạn nghi lắm. Mẹ thằng Hitman nó cải trang lão chủ cửa hàng đấy. Không biết ông chủ có còn nhớ mình không? Rồi ok, mình cần phải tập trung cho thật tốt. Đây và mình sẽ gặp em. Và mình sẽ gặp em này nhá. Đoạn này chúng ta nói chuyện rồi. Em ý xử lý tất cả những cái thằng chơi game ở trong này em ý chơi rất giỏi. Tôi sẽ xếp lại cái đoạn này nhá. Bởi vì là chúng ta sẽ không đi theo cái end của em này. Hoặc là có thể nói chưa đi cái end của em này. Nên chúng ta sẽ tạm thời chưa cần quan tâm. Nó đang chửi tất cả con trai là rác rưởi, coi như là vô dụng. Không ai thắng được em ý cả. Này anh, tôi có thể làm gì cho cô? Chúng ta chơi một trận được không? Ở đây chẳng có ai chơi với tôi cả. À, anh không chiến em đâu. Thằng hèn, cút khỏi đây đi. Mẹ con này nó dám chửi tôi kìa bạn. Mày sắp sửa chết với ông. Được rồi, tôi nhớ là chúng ta phải lấy cái ghế. Một quả bom. Trước mình nhặt được cái gì trong này không nhở? Từ từ đã. À, đồng xu này để chơi với nó, nhưng mà tôi không chơi với nó.
Mà lên trên tầng đúng không? Gặp ông kia. Đây rồi. Hello, ông Nichan Baka. Rất lâu không gặp Michael. Rất vui được gặp ông. Đây là chủ cửa hàng anh em nhá. Ông này trước mình nói chuyện rồi. Nói chung là ông ấy có sở thích ăn mặc khá là bố đời. Đây, phía trên này là hôm trước là ông bảo với mình là cái điều hòa, ông sửa điều hòa, ông ấy để quên cái tua vít ở trên này. Ông sẽ hỏi mình là ông ấy bị khát nước đúng không? Ông ấy xin mình là đưa cho một cái chai nước. Đây, nước của ông đây. Cảm ơn cậu, Michael đã uống nước. Tuyệt vời. Thật là đã khát. Rồi, Onichan Baka, cậu giúp tôi một việc được không? Việc gì vậy? Đây, có một cái máy chơi game phía dưới nó bị hỏng. Tôi cần phải có một cái tua vít để có thể coi như là sửa nó. Nhưng mà tôi để quên cái tua vít ở trên cái điều hòa. Cậu xử lý nó giúp tôi được không? Không vấn đề gì. Nào, cái đồng xu này là để chơi với cả em kia. Thực ra thì chúng ta, tôi không thích cái em Trung Quốc đấy lắm, cho nên là cây ghế vào đây. Lên lấy. Rồi, bây giờ là mình ghép cái này vào cái này đúng không? Bây giờ làm thế nào tôi được cái chuôi ở cái tua vít này đưa sang cái này nhỉ anh em nhỉ? Anh em cho tôi hỏi là làm thế nào để đưa được cái chuôi của cái tua vít màu vàng này này, nó lắp sang cái này để tôi sửa cái máy ở bên dưới. Tôi cần phải có cái gì? À rồi. Kéo sang cái là được, Chúng ta phải thay chứ anh em. Phải thay sang cái này mới được. Không có làm sao mà được. Đấy, bây giờ bắt đầu mình xuống sửa lại cái máy bị hỏng này đây. Vặn ra ngay. Ô, cái này không vừa cả cái này. Rồi bây giờ mình lại phải thay cái này vào. Đấy, anh em thấy chưa? Bố đời lắm. Ấy, anh em nhìn thấy cái gì chưa? Đây, tôi tiết lộ với anh em nhá. Đây, nó là một cái thiết bị mà khi chúng ta đưa cái cục pin dự phòng của chúng ta vào ấy, thì nó sẽ tạo nên một cái trường coi như là trọng lực cực lớn giúp chúng ta bay ra ngoài vũ trụ. Thực ra tôi lừa anh em đấy. Nó đéo liên quan gì đâu. Để tôi nhét cục sạc vào, anh em sẽ thấy được là cái kết cục của như thế nào nhá. Ồ, cái sạc dự phòng nó vừa với cái lỗ này này. Hả? Ôi giời ơi. Mẹ. Kê. Kích hoạt bom nhá. Kích hoạt bom. Đây là số phận của đứa con gái đã dám coi như là mắng chửi tôi, kêu tôi là thằng hèn, bố láo bố lêu với chúng tôi. Chuyện xảy ra vậy? Tại sao tôi lại có vụ đổ? Chú ơi, tôi vừa mới cho đổ cả nơi này à? Rồi, tôi cần phải chạy thôi. Cửa trước không mở. Tôi bị coi như khóa ở đây rồi. Có lửa trong này, làm nào tìm đường ra đây? Anh em, tôi mới chỉ biết là đến đoạn này thôi, để chúng ta có thể đến được với cái ending khác. Bây giờ anh em cho tôi hỏi là để làm nào tôi thoát được khỏi cái chỗ này, để tôi đéo biết đường ra. Chàng sói, anh ác thế. Chàng nhá, anh có thể ác với tất cả trừ em. Bây giờ tìm đường thoát ra ngoài như nào? Lên lầu gặp ông chủ à? Ok. Michael, có chuyện xấu xảy ra rồi. Chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy có tiếng động rất lớn ở tầng dưới. Có lửa. Sao? Chạy thôi. Nhưng mà lửa tầng dưới cháy to lắm. Đường em thoát hiểm bị khóa rồi. Bị lửa nó chặn rồi. Cho nên tôi chạy tầng 2 coi như là tôi đang định nhảy từ tầng 2 xuống dưới qua cửa sổ đây. Sao? Cửa sổ tầng 2 cũng khóa mẹ rồi, tôi không mở được. Ôi dồi, chúng ta thể phá được mà, nếu chúng ta có thứ gì đấy. Không, cửa này còn chống cả đạn cơ. Cái gì?
Tại sao ông lại đi thắp cái cửa kính chống đạn cho cái nơi này? Đây không phải là lúc để chúng ta tranh cãi về vấn đề này đâu. Bây giờ, thế còn cái những khách hàng khác ở tầng dưới thì sao? Tất cả chết rồi. Sao? Bây giờ chúng ta làm gì đây? Chúng ta sẽ bị đốt đến chết hay sao? Chỉ có một cách. Chỉ có một cách để thoát khỏi nơi này thôi. Đường cách nào, đường nào? Thực sự ra tôi có một cái năng lực có thể dịch chuyển một người đến một thế giới khác. Vecalo! Cái gì? Nhưng tôi chỉ có thể dịch chuyển một người một lúc mà thôi. Cậu còn trẻ và khỏe hơn tôi. Tôi nghĩ cậu cần phải được sống. Tại sao ông làm bộ ông thì tôi làm gì ở cái thế giới khác bây giờ? Ôi, ở đấy chắc chắn sẽ có một cái coi như là viên đá pháp thuật. Chỉ cần cậu liếc nó mà thôi, cậu có thể quay trở lại và cứu chúng tôi. Tất cả phụ thuộc vào cậu đấy. Cái gì? Cái đây là cái gì? Kinh à? Cậu ở trong thế giới 100 năm cũng chỉ bằng 10 phút ở đây thôi. Cho nên là sẽ có đủ thời gian để cậu có thể tìm được viên đá thần đấy. Thôi. Pháp sư Hải Dương. Chuẩn rồi anh em ạ. Pháp sư Hải Dương. Mình có 100 năm ở bên thế giới khác. Ồ, lão ấy dịch chuyển rồi. Cái gì đây? Ok, chúng ta sang thế giới khác rồi các bạn. Để tôi xếp phát. Mình xếp chỗ này đúng không? Mình phải xếp bắt đầu từ chỗ này đúng không? Từ bây giờ trở đi là chúng ta chỉ bắt đầu xếp vào từ cái vị trí số 3 này trở đi thôi nhá. Bởi vì là cái này là có thể chúng ta sử dụng, là chúng ta có thể sử dụng cái ending với cả các em Trung Quốc chơi game. Tôi tỉnh dậy trong một khu rừng. Nơi này là nơi nào? Tôi đã đến một thế giới khác thật à? Chúa ơi! Khổ! Mẹ sang thế giới khác rồi! Không ngờ là mọi chuyện như thế này. Nhưng mà tôi là một otaku, tôi có thể xử lý được chuyện này. Kinh. Cái đéo gì đây? What the fuck? Cái đéo gì này? Con đéo gì đây? À, đây là một con quái vật. Một con quái vật sắp xuất hiện. Nó chỉ là một con quái yếu thôi. Bởi vì là mình đang ở trong thế giới game mà. Bao giờ quái đầu tiên xuất hiện, chùm đầu tiên cũng nó yếu rồi. Xử lý nó thôi. Ba đứa rồi. Nào, chơi cho tôi anh em. Anh em thấy không? Final Fantasy mẹ nó rồi. Final Fantasy. Thôi bỏ mẹ tôi rồi. Xong rồi. Odin-chan Bakadai. Đéo thấy hiểu nổi. Tôi bị hạ gục dễ dàng quá. Tôi là cái thể loại otaku gì thế này? Tôi không đánh được nổi cái con quái vật coi như là cấp độ yếu. Thật là xấu hổ. Đéo hiểu. Gì đấy? Hồi sinh, hồi sinh, hồi sinh, hồi sinh. Úi dồi ôi, em thấy chưa? Anh đã thấy waifu của chúng ta chưa? Đây mới là waifu của chúng ta nhá. Hãy quên waifu kia đi. Quên cái con game thủ Trung Quốc kia đi. Đây mới là waifu của chúng ta nhá. Mà gì mà. Waifu này nó có lừa otaku không anh ơi? Hờ, tôi nghĩ là không lừa đâu các bạn. Nếu ai lừa bẩn quá.
Đéo ai trên lửa. Xin chào anh, ổn chứ? Anh đã... tôi thấy anh nằm đây lâu lắm rồi đấy. Ôi ôi, hiếp chồng em kìa. À, tôi còn sống à? Tôi không phải là tôi vừa bị có một quái vật nó giết à? Phải, đúng là anh đã chết rồi đấy. Nhưng tôi đã sử dụng cái phương thuốc để có thể hồi sinh lại anh đấy. Sao? Thực sự là có thuốc hồi sinh à? Anh không biết về cái loại thuốc có thể hồi sinh được con người à? Ôi, có vẻ như anh đúng là một cái hero đến từ thế giới khác rồi. Hero? Vâng. Nếu tôi không nhầm, giống như kiểu đấy là mây ở thế giới khác anh em ạ. Ôi dồi ôi mẹ. Ôi. Tâm hồn nó có thể nói là nó chưa bao giờ tâm hồn nào trong choáng và đẹp đẽ như thế này. Em vừa mới gọi anh là hero. Em biết phải giải thích như thế nào nhỉ? Cái khu rừng này có được gọi với cái tên là Hero Forest, khu rừng anh hùng. Đây là cái khu rừng vẫn thường sản sinh ra những người anh hùng. Nhưng mà nhìn thấy khả năng của anh thì em không chắc anh có phải là hero không. Thật là xấu hổ. Nhưng vẫn còn một cách để có thể biết được anh có phải thực sự là một hero hay không. Cách nào em? Đi với em. Ôi ôi, cái gì đấy? Cái con mẹ gì đấy? Cái đéo gì đấy? Vâng, thưa anh em, đây là thanh kiếm dây đa nhá, hoặc có thể gọi là búa tho. Chúng ta phải nhấc được cái thụt bồn cầu để chứng minh chúng ta là hero. Vâng. Đéo thể hiểu. Đây là cái gì? Toilet à? Đây không phải là cái toilet bình thường đâu anh ạ. À, đây là cái toilet để chứng minh được ai đó chính là anh hùng. Sao? Không lẽ anh hùng lại phải chứng minh bằng cách là đi ị à? Không. Anh cứ lên đấy đi rồi anh sẽ biết. Nhưng mà cái toilet này nó cao quá em ạ. À, giống nó cứ như kiểu là toilet của nhà vua ấy. Anh cứ lên và thử xem. Đây, vâng, thưa anh em. Cái điều gì? Anh có nhìn thấy cái thụt bồn cầu không? Có. Nó đang khóa cái bồn cầu lại đúng không em? Nếu như anh là hero thực sự, anh có thể giật được cái thụt bồn cầu ra. Cái gì? Cứ thử đi anh. Đợi đã. Nếu như anh giật nó ra thì sẽ có cất bật ra thì sao? Ủa? Đéo hiểu. Đây là sự coi như là sắp xếp của những vị thánh thần. Đó chính là thứ chúng ta phải hy sinh. Cảm ơn anh em Khoa Nguyễn. Bồn lồ tỏa sáng thật. Sẽ không bẩn đâu anh ơi. Tin em đi. Rồi, ok. Thế thì anh làm đây. Úi dồi. Úi dồi ôi mẹ. Thành gươm ly cống anh em mà. Thành gươm ly cống. Tôi phải chụp lại ngay cái ảnh này mới được. Excalibur ngay. Anh rút được nó ra rồi. Ủa, khiếp, nhìn mặt của em ấy kìa. Các thánh thần ơi, nó đây rồi. Kinh ngờ. Đẹp.
đây chính là dạng thức coi như là nguyên thủy của thanh kiếm cứt. Vâng, chúng ta biết được tên của thanh kiếm này, kiếm cứt Xít Sù Uất. Đéo hiểu. Ây da, thế đéo nào. Kỳ ngơ, tự nhiên còn có cả mẹ khăn choàng mẹ luôn. Người này đúng là hero rồi. Ôi dồi ôi, cuối cùng thì ôi, mình cũng đã đợi được rồi. Đây chính là sự sắp xếp của những cái thánh thần. Định mệnh của mình được gắn liền với người đàn ông này. Anh hãy nhắm mắt lại đi, anh hùng của em. Sao? Nhắm mắt hả em? Không có thời gian để giải thích đâu anh ơi. Ồ, ôi mẹ, game còn làm cả tiếng hôn luôn à. Quá bố đời, ngọt ngào như dòng sữa mẹ. Ngon luôn. Kỳ, sẽ xong sớm thôi anh ạ. Cái gì đấy? Ủa, mềm mại quá. Đôi môi cô ấy mềm mại quá. Trời ơi, giờ đây em đã là của anh. Ôi! Anh em thấy cái end này hay chưa? Anh em có công nhận với tôi cái end này hay không? Anh em cứ đòi tôi là cứu cái con waifu kia làm cái đéo gì? Anh em có đòi tôi phải đi chơi với cái con chơi điện tử làm đéo gì? Đây mới là em chứ. Chơi như thế này không hơn à? Đéo hiểu sao? Em đã là của anh kinh chứ. Ôi, thế là sao? Em giải thích được không? Em đã ký một cái kiểu như là ký một cái hợp đồng ấy với anh đấy. Ký hợp đồng gì? Đây là cái hợp đồng giữa chỉ có phù thủy và hero có thể ký được. Ôi, em này là phù thủy à? Em là phù thủy? Thế em ký kết cái gì với anh? Ờ, hiệp ước nhỉ? Ừ, mấy đấy gọi là hiệp ước. Tôi lại dịch thành hợp đồng nghe nó hơi phèn nhỉ? Khổ. Ừ, hiệp ước. Thế đéo nào mình lại ừ khế ước chứ? Ừ, phải gọi là khế ước chứ. Thế đéo nào đúng khế ước. Rồi, khế ước nghe cho nó bố đời. Khổ. Khế ước gì vậy em? Khế ước là anh chỉ có thể ở bên em trong tương lai. VL, anh không được phép thích con nào khác. Nếu không thì sao? Nếu không, anh sẽ bị, cơ thể của anh sẽ bị nổ. Đây không phải là khế ước anh em nhé. Đây là giấy đăng ký kết hôn. Đây không phải là khế ước. Giấy đăng ký kết hôn. Sao? Kể từ thời cổ xưa, phù thủy và hero đã luôn luôn bên nhau. Thậm chí nếu họ có coi như là xấu đi chăng nữa, họ cũng phải chấp nhận cái khế ước đó. Nếu không, thế giới sẽ không thể được cứu. Thế chúng ta đang đi cứu thế giới hả em? Không. Bởi vì ở đây là yên bình và chẳng có con quái vật nào. À đi. Thế tại sao em lại đi ký khế ước phải làm đéo gì? Anh không thích em à? Ờ, không phải như vậy. Chỉ là anh còn chưa biết tên em cơ. Tên em là cái đéo gì kìa? What the fuck is this shit? Tên là cái đéo gì đấy? Con mẹ! Cái đéo gì đấy kìa?
Và chúng ta đã có cái tên. Đây là mặt của một con gấu có cái mũi giống như hai cái bìu. Không lẽ tôi gọi tên em này là gấu bìu? Gấu bìu à? Thôi, từ bây giờ chúng ta sẽ gọi em ý là gâu bìu nhá. Gâu bìu, cho nó lịch sự văn hóa. Gâu bìu. Làm sao anh có thể coi như là phát âm được cái tên của em? Nó là gâu bìu. Ok. Thế tên anh là gì? Tên anh là gấu bìm. À không, tên anh là Odichan Bakai mà. Sao? Cái tên này chẳng giống hero chút nào anh ạ. Nhưng không vấn đề gì anh ạ. Bây giờ anh đã là hero của đời em. Chúng ta đã ký khế ước với nhau. Chúng ta đừng có phản bội nhau anh nhá. Nếu không anh sẽ bị nổ và chết đúng không em? Đúng rồi anh ơi. Con mẹ. Đúng rồi anh ạ. Mặc dù chúng ta không phải cứu thế giới, nhưng em vẫn ở đây vì một lý do. Lý do gì? Em sẽ nói về lý do đấy sau. Sau khi chúng ta rời khỏi khu rừng này, sẽ có một cái ngôi làng có tên là làng Rookie ở phía Tây. Em sẽ nói cho anh biết về cái tình hình, cái vấn đề của chúng ta khi mà chúng ta đến đấy. Ok, được rồi. Ôi dồi ôi, trong đúng là Final Fantasy rồi anh các bạn. Chúng ta đang ở bản đồ thế giới. Kinh không? Để tôi phải xếp cái đã nhỉ. Đây rồi, ngôi làng đây rồi. Có cái làng cái đéo với thằng nào giơ cái tay nhìn kinh kìa. Vâng, đây là ngôi làng Rookie. Chào mừng anh đến với ngôi làng Rookie. Thực ra Rookie này có thể dịch ra thành tân binh, thôn tân thủ, hoặc là làng tân binh. Đây là Rookie Village. Phải, đây chính là Rookie Village anh ạ. Nhưng tại sao đây lại có toàn xác người đấy các em? Bởi vì họ là những cư dân ngôi làng này đấy anh ạ. Sao? Họ là người? Họ chết rồi à? Phải, bởi vì họ chỉ là tân thủ thôi, đẹp. Họ không giỏi đánh nhau với cả quái vật, không giỏi tạo làm ra tiền, cho nên là cuối cùng họ đã chết đói đấy anh. Ok, ok, ok. Chắc là anh mệt rồi đúng không? Tại sao chúng ta không đi nghỉ tí đi anh? Ok, ok luôn em, ok luôn, ok luôn. Ok luôn, đi nghỉ thôi em, nghỉ thôi. Ngon rồi anh em ơi, vào nhà nghỉ rồi. Sao phải làm hai cái giường làm đéo gì nhở? Chúa ơi, ở đây tồi tệ quá. Chúng ta ngủ đấy hả em? Không có gì ngoài cái đệm kia à? Thế này thì anh cảm thấy sẽ không ngủ ngon đâu. Thằng này ngu thế. Tại sao anh lại không ngủ ngon? Ủa, không phải là anh sẽ hồi lại phun máu với cả mana sau khi anh ngủ à? Ờ đúng rồi em, chuẩn đấy, chuẩn đấy em. Anh chơi Skyrim cả Fallout chuẩn đấy em ạ. Thế giới này đúng là thế giới khác. Được rồi, thế mất bao nhiêu tiền để ngủ đây hả em? Free anh ơi! Ủa. Bởi vì là cái ông chủ ở cái nhà nghỉ này chết rồi anh ạ. Và đúng là một ngôi làng đã chết. Đúng là ngôi làng tân thủ mà anh. Được rồi, anh mệt lắm rồi, anh nghỉ đây. Ok anh. Khiếp, nhìn cái mặt em với chồng kìa. Chúc anh ngủ ngon nha. Ừ. Ôi. Ở. Em nói ở trong rừng rằng là không cần phải cứu thế giới này. Thế còn thứ gì ở đây không? Thực sự là không có. Chúng ta không cần phải cứu thế giới anh ạ. Nhưng mà em hy vọng anh có thể cứu em. Ố, sao đấy? Cứu em? Em gặp vấn đề gì à?
Em đã đợi đến người anh hùng đến cứu em. Ôi ồ ôi, bởi vì em chưa bao giờ được làm thì à, quên. Bởi vì em chưa bao giờ yêu ai. Em vẫn còn Jin giống Trang. Không có vấn đề gì em ơi. Anh cũng đã yêu ai đéo bao giờ đâu. Anh cũng ép ai em ạ. Phù thủy chỉ có thể yêu người anh hùng. Đó là định mệnh rồi. Em... Ôi rồi ôi. Em đã đợi 100 năm qua ở đây. Này, thế có nghĩa là em ấy 100 tuổi rồi à? Khiếp, em ấy khóc kìa. Ôi, dễ thương thế. Ôi ồ ôi. Dễ thương quá. Này, bà lão mà như thế này á, bà lão mà như thế này á, cho tôi húp hết nhé. Kể cả là 200, 300 tuổi, chứ nói gì là 100 nhỉ. Một trăm năm? Phải, 100 năm mà chẳng có người anh hùng nào xuất hiện ở đây anh ơi. Em đã đợi người anh hùng đấy ngày qua ngày. Đôi lúc có một vài người xuất hiện ở trong khu rừng Hero, nhưng họ không phải là Hero anh à. Gần đây có một người có tên là Michael Đệt, nhưng anh ta không rút được kiếm ra. Vâng. Lão chủ cửa hàng. Còn mẹ. Lão chủ cửa hàng đây, Michael đây. Nhớ hiểu. Sao anh biết Michael mà? Không phải là ông ta cũng có cái áo choàng đằng sau lưng à? Đúng là đó là thứ ông ấy tự làm ra. Ôi giời. Năm này qua năm khác em vẫn không bỏ cuộc. Cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi. Em hy vọng rằng anh có thể ở đây mãi mãi. Được không anh? Nhá. Được. Nếu không em sẽ buồn lắm. Em lại phải ở đây một mình đơn côi. Hứa với em đi. Đừng bỏ em. Nhá. Em. Cảm ơn anh. Được. Ngủ đi em. Đừng lo, anh không rời khỏi đây đâu. Em tin anh. Chúc anh ngủ ngon. Nghe dịch xong đéo dám xem phim thuyết minh nữa luôn. Ok. À, rồi, ở lại đây cũng tốt, không vấn đề gì. Mình quyết định rồi. À, có vẻ như là mình quên một thứ gì đó. À đúng rồi. Quán chơi game. Mình vẫn phải đi tìm cái viên ngọc để có thể quay về cứu họ. Làm sao đây? Mình phải tỉnh dậy để nghĩ về nó thôi. Và sáng rồi, gà gáy rồi anh em ạ. Tôi đéo cực nổi anh em ạ. Đây là lý do tôi chỉ xem phim sắp. À, anh em nhìn thấy Như Nguyễn chưa? Như vừa mới khen tôi dịch có tâm đúng tâm trạng kìa. Và một vẩn. Dậy rồi. Rồi, đêm qua mình đã hứa là sẽ lại đây với cô ấy. Nhưng mình vẫn phải đi tìm cái viên tinh thể, quay về để cứu cái quán game. Nhưng mà làm sao bây giờ, mình đã hứa là mình không quay trở lại mà. Đêm qua vẫn thật là yên bình. Khổ, mình chỉ có thể che giấu cô ấy được một khoảng thời gian thôi. Chào buổi sáng anh. Đêm qua ngủ ngon không anh? Rất ngon em ạ.
Thứ này dành cho anh này. Cái gì đấy? What the fuck? Vâng, iPad dành cho Hero với cái tên là Hero Pet. Đây là Hero Pet anh ạ. Anh cứ kích vào đấy đi. Anh sẽ nhìn thấy tất cả máu và mana của mọi người anh ạ. Bao gồm cả số tiền mà anh đang có cơ. Vô tổ sư. Em cũng đưa thêm cho anh cái này này. Cái đéo gì đấy? Happy Meal. Sữa hạnh phúc. Sữa quái Hà Lan à? Đây là... À, đây là món đồ để mình hồi máu. Sau khi anh mở Hero Pass ra, anh có thể kéo item từ item 3 vào trong cái nhân vật hiển thị ở trong Hero Pass. Anh sẽ hồi được máu. Hay đấy. Ở trong trận chiến, hãy kéo cái item drop đó vào người nào mà anh muốn tăng máu nhá. Được, cảm ơn em. Ok anh. Em phải cảm ơn anh vì anh đã hứa với em đêm qua đấy. Tin anh đi. Anh hứa với em. Ngoài ra là kể từ khi anh đến đây thì anh đang cảm thấy rất là quen thuộc với cái thế giới này. Thế anh định đi đâu? Không có gì đặc biệt đâu em ạ. Anh chỉ định đi xung quanh đây tí thôi. Ok, đi với em nhé. Nếu như anh mệt, anh cứ quay về đây. Click vào trong cái giường này để nghỉ nhá. Ok. Rồi, nó sẽ đi xung quanh. Thôi, chưa ngủ bây giờ vội. Có cái mẹ gì trong cái phòng này không? Không có gì rồi. Đó, mẹ, nhìn cái ngôi làng là sao nhìn trông nó khổ sở thế. Toàn thì xương người với các thứ. Nhà này có ai không? Biết cái đéo gì đây? Sao bảo dân làng chết bãi hết rồi cơ mà? Sao có thằng này ở đây? Xin chào, anh là ai đây? Xin chào, tôi là người mới đến. Người mới đến? Phải. Khổ. Tôi là cái coi như là dũng sĩ khỏe nhất ở đây. Xin chào anh, tôi là Hero mới ở đây. Hero, tôi đợi anh rất lâu rồi. Companion. Phải cả cứt. Nó muốn đi cùng với tôi. Mẹ game bố đời quá. Gotti. Companion. Bạn đồng hành. Không à? Nó lợi dụng để NTR à? À, này nó không cho tôi xếp anh em ạ. Không đúng anh em. Thật đang đi với em kia, đi với thằng này. Không nhưng mà trong này tôi sợ là có thể lập được đội 4 người mà. Mấy con game RPG ngày xưa là nó toàn là một tổ đội 4 người chứ. Fona nó rút còn 2 người thôi. Chứ còn ngày xưa Final Fantasy là những cái dòng game RPG ngay là mới đây nhất là Yakuza là chúng ta cũng tổ đội 4 người mà. Có phải 2 người tức là chúng ta bỏ thanh niên này đi là sẽ không đi với em kia đéo đâu. Game này full 3 người. Cho vào đi có gì đâu, trải nghiệm. Thật, lúc nào không cần thì đáo đi. Ok, cho phép ông vào team tôi. Tuyệt vời, tôi sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Đấy. Thức ăn, kinh phết. Nhưng mà rất ít, không một người ăn không thể đủ được. Đây toàn rác thôi. Giường với cái mùi khá là kỳ lạ. Nó ụ em phù thủy sau lưng anh đấy. Liên quan. Anh em cứ toàn tiên đoán mất dậy. Chả liên quan. Làm gì đâu mà. Em phù thủy của tôi là con gu của em ý là cũng bố đời. Mình đẹp trai mình thích. Chứ đéo ai thích cái thằng trông mắt trông như cái bỉu. Gì đây? Ủa cái đéo gì đây? What the hell, sợ có cái máy bán nước ở đây. À,
Đây là để mình mua đồ. Khổ, có thuốc hồi sinh này, độc dược này. Kinh đấy chứ. Mình đã có bao tiền? Kinh không? Anh em nhìn team tôi chưa? Mẹ. Anh em nhìn thấy sức tấn công của thằng này chưa? Thủ của nó cao nhất team đấy. Công của nó chỉ thua mỗi tôi thôi. Anh em đừng có khinh thường cái thằng Super Newbie. Mình có thể đuổi nó ra bất cứ lúc nào. Tiền của mình đã không có đồng tiền nào là thôi bỏ qua đi. Giờ biết đi đâu. Xếp cái đã nhở. Đây xuống dưới này, không biết làng này là làng gì mà có quả cơ bắp kinh này. Ấy là chào mừng đến với Physical Village. Physical Village. Phải, đây là làng Physical Village. Đây chắc là làng của toàn những thanh niên gọi là cơ bắp. Cái tên của làng có nghĩa là gì em? Bởi vì làng này là coi như là chuyên môn. À đây, bởi vì dân làng này rất khỏe, đúng rồi. Ngôi làng cơ bắp anh em ạ. Ngôi làng cơ bắp. Thế là người ở đây không có mana hả em? Phải. À có, họ có mana. Nhưng mà những cái skill của họ mà sử dụng mana là cũng là đòn tấn công vật lý luôn. À ok. Kinh. Mẹ, đây chắc là toàn tanker thật. Và có khi là mình tìm được anh tanker nào nên đấy chứ. Ôi em chào anh. Phải cả cứt. Em chào anh, em là hero mới anh ạ. Xin chào. Tôi là vận động viên thể hình ở đây này. Tôi có cơ thể khỏe nhất. Nếu anh đưa tôi tiền, tôi sẽ gia nhập vào team của anh. May mình đã có tiền anh em ạ. Mẹ quả quần nhìn này. Các chị em chắc tầm này chắc là đang mẹ. Mình phải trả cho nó 100 vàng cơ, nhưng mà mình làm gì có tiền mà trả. Chưa có tiền trả cho nó. Nó sẽ không đi theo mình. Có tiền đéo đâu. Cậu có vẻ khá nghèo. Quại đây khi nào cậu có tiền. Khiếp anh này mẹ toàn cúp kiếp kinh thế. 100 đồng kiếm rễ đánh quái là có. Thế à. Tí lấy anh này khỏe hơn newbie. Cái. Vào đây xem nào. Ấy da. Ui. Abai. Abi. Abi ở trong coi như là Vlad Boss 2 anh em ơi. Abi. Chắc chắn là Abi mẹ luôn. Xin chào. Tôi là Sammy. Cậu là người anh hùng mới đúng không? Dạ vâng. Tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi một cái việc như thế này. Dạ. Chúng ta đã biết gì về nhau đâu chị ơi. Đúng rồi, những người anh hùng ở trong cái thế giới này là không phải là đi vào trong làng và coi như là không trong game là luôn phải vào là nhận nhiệm vụ chứ còn gì nữa. Hãy giúp tôi đi lấy một ít thức ăn ở trong khu rừng anh hùng Hero Forest. Chị nói hơi là thẳng đấy. Cái này dành cho anh. Ấy là cái gì đấy? Tôi đi kiếm mấy cái này về à? Một là cái nấm, hai là một cái quả táo màu xanh, ba là quả chuối và bốn là cái đéo gì đấy? Lò xo à? Rồi. À ngon. Khi mà mình làm xong nhiệm vụ này thì chị này chị sẽ sửa cho mình cái cầu ở phía đông. Đó, ok. Người dân ở đây thật là bất lịch sự, đéo hiểu vào nói chuyện, đéo thèm nói chuyện gì luôn. Giao nhiệm vụ luôn. Đúng kiểu game mà. Nào vào thử như này xem nào. Cái đi. Vũ. Vũ tóc bạc mẹ luôn này. Đúng Vũ mẹ luôn. Vũ tóc bạc. Giống lắm. Mỗi tội quần đen. Nhưng mà cái cửa này cửa xanh. Xin chào. Anh là ai? À bọn em chỉ mới ghé qua thôi anh ạ. Nếu mà cậu không có việc gì thì rời đi. Đây không phải là nơi để cậu vào chơi đâu.
Dạ ok. Mình không mở được cái này. Ờ ok. Lão này kinh ấy. Được rồi, bây giờ mình quay vào khu rừng để kiếm mấy cái món đồ này cho chị kia đã nhá. Thì chị mới sửa cho mình cái cầu. Đây này, cái cầu này đây này. Cầu này chỉ là cái cầu bị gãy này. Chị kia phải sửa cho mình cái cầu này. Ok, chúng ta vào trận rồi. Đúng phong cách Final Fantasy. Con mẹ quái đéo gì đây? Bà là cứt quái. Chiến rồi. Cầm luôn đi sợ đéo nó. Đấm vào mẹ thái đi em. Từ từ, mình có xem được máu của chúng nó. Sao mình không thấy máu của chúng nó nhở? Bồ lão. Em kia yếu quá. Đau đấm con mít kìa. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi ôi. Em mày yếu quá. Thủ thôi. Rồi một thằng chết rồi. Fix go anh em ạ. Hóa ra thằng đấy là thằng fix go. Đấm tiếp thằng này. Bố lão. Ây à, nó tập trung đánh mũi vào tôi. Đánh đi em ơi. Đấm đi em ơi. Đấm đi em ơi. Bích hết chết. Tốt. Cầm luôn. Tập trung vào mặt công thôi. Nghĩ ngợi gì. Láo này. Chiến thắng ngay. 100 vàng rồi anh em ơi. Về thuê luôn anh kia luôn. Có 100 vàng rồi. Về thuê luôn. Về thuê luôn. Về thuê luôn. Về thuê luôn. Bố đời quá. Thuê luôn anh em nhá. Để tôi xếp vào đã. Chọn. Chọn bàn tay là phép nhở. Ở ngoài bàn tay là phép. Thật. Thằng kia có giải quyết vấn đề đéo gì đâu. Thằng kia yếu bỏ mẹ ra. Thôi anh này đi. Tiền của anh đây. Team của cậu full rồi. Cậu đùa tôi đấy à. Đi đây. Rồi, nó bảo nó sẽ về nhà. Mình cần thì mình đến tìm nó sau. Đây, gây anh vào tìm em cái. Rồi, ngon rồi. Anh này bố đời đấy. Hồi máu nhở. Rồi. Đi ra thôi. Bây giờ đi lên cái khu rừng kia để chúng ta kiếm. Lên khu rừng thôi. Kiếm đồ thôi. Cày tiền mua thuốc tăng level 2 đi. Liên quan gì? Đây rồi. Có luôn nấm rồi. Dễ vậy. Có luôn cái này rồi. Chúng ta thiếu mỗi quả chuối với cái gì thôi. Chuối đây này. What the fuck. Chuối này có tăng được máu không nhở? Nhớ về tôi còn thiếu mất cái ruột con gì ấy. Lấy được 3 thứ luôn. Lại nấm này. Đây 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 rồi. Có rồi. Đủ mẹ rồi. Vãi cả game. Đi về thôi. Nhìn kỹ họa tiết à. Đây đúng bà. Nó phải đúng màu. Quả nấm cũng phải chuẩn. Đúng rồi, nấm này là nấm chuẩn này. Tôi lấy chuẩn rồi anh em ạ. May là mình không mình may là mình nhảy sang bên kia mình lấy tiếp. Sai cái là vỡ mồm. Đúng rồi, họa tiết này họa tiết chuẩn này. 4
Mình phải nhìn thật là kỹ, thật là chuẩn đấy nhá. Không có là sai đấy. Bố tiền sư nào, vào đây đưa cho chị. Đúng chưa anh em? Đây, em làm xong rồi chị ạ. Cảm ơn cậu. Bây giờ cậu thể giúp tôi cho nó vào trong súp được không? Ok. Rồi, bây giờ mình phải cho đúng quả này. Mình cho đúng quả này. Đầu tiên là quả nấm chuẩn rồi này. Nấm chuẩn này, cái này chuẩn này và quả chuối chuẩn này. Đầu tiên là quả này và đây là chuẩn rồi này. Nấm này là chuẩn rồi này. Quả chuối này chuẩn này. Tôi nghĩ chắc chắn là quả chuối này là quả chuối chuẩn. Chuối này chuối chuẩn này. Còn lại cái ruột thôi. Tôi đã không biết là cái ruột nào là ruột đúng, ruột nào ruột sai. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Cái này sai rồi. Cái này phải là cái 5. Đây. Chuẩn chưa? Trời ơi, để tôi thử xem nào. Vị ngon đấy, ngọt lắm. Ủa, thật là ngon. Tôi chưa bao giờ coi như là thưởng thức món súp nào ngon như thế này. Rất lâu rồi lại có món ngon như vậy. Anh, một người anh hùng như cậu cuối cùng đã giúp được tôi tìm được cái công thức chuẩn rồi. Rồi, tôi sẽ sửa lại cái cầu ở phía đông như tôi đã hứa với cậu. Cảm ơn cô rất nhiều. Nó sẽ được sửa vào ngày mai. Khi nào cậu đi ngủ thì cậu tỉnh dậy cậu sẽ thấy cái cầu được sửa rồi. Ok chị. Về đi ngủ cho nó hồi máu hồi miếc thôi anh em ạ. Về ngu đỉ thôi. Chào buổi anh buổi sáng. Ừ, chào buổi em buổi sáng. Anh có nhớ là anh sẽ hứa với em là anh lại đây không đấy? Ừ, anh hứa mà. Nhưng mà chúng ta không phải lúc nào cũng ở đây, anh hiểu không? Anh nghĩ là nó không phải là vấn đề gì quá lớn khi chúng ta luôn ở đây đâu em. Sao? Ừ. Anh nghĩ là em ok việc là anh cứ ngủ trong cái ngôi nhà vớ vẩn này à? Ê. Nhưng còn cũng hơn là chúng ta ngủ bên ngoài mà em. Đi ra đây với em. Cái đéo gì đấy? Anh có nhìn thấy cái ngôi nhà thứ hai ở bên tay phải không? Sao em? Nó cũng tồi tệ như vậy. Đi vào đây với em. Cái gì đấy? Thậm chí ở đây còn chẳng có giường của em ạ. Em muốn chúng ta sống ở đây à? Vâng, Evelyn. Chúng ta hãy cùng tự xây nhà riêng của chúng ta ở đây anh nhá. Sao? Em nói gì? Ở đây, đây là một cái ngôi nhà bị bỏ hoang. Nhưng mà em cảm thấy chúng ta có thể trang trí nó mà. Anh nghĩ sao? Trang trí à? Ừ, cũng có thể trang trí được nó đấy. Nhưng mà anh không biết làm cách nào để trang trí cả em ạ. Đơn giản thôi anh. Chúng ta có thể đến Sermia. À, chỗ cái bà Sermia đấy. Bà biết cách để trang trí anh ạ. Chỉ cần chúng ta có đủ tiền thôi, chúng ta trang trí được ngôi nhà của chúng ta đấy. Ừ. Rồi ok. Chúng ta cùng đi hỏi Sermia nào. Nào, đi hỏi Sermia. Hổ. Đéo hiểu. Mẹ. Xếp đã anh em ạ. Ô, tiền sử. Chưa chi đã đòi đấy, em xem đấy. Lấy vợ vào cái đó như thế đấy anh em. Xin chào, tôi giúp gì được cho cậu? À, chị có thể giúp tôi trang trí ngôi nhà của tôi được không? Được. Cậu muốn trang trí thứ gì? Tôi muốn trang trí một cái ngôi nhà bị bỏ hoang ở cái ngôi làng Rocky Village. Ok, không vấn đề gì. Tôi cần 100 tiền. Ok, mình chưa có tiền rồi. Phải ra ngoài cầy tiền rồi anh em ạ. Ra ngoài cầy tiền thôi. Quái rừng đâu ra đây? Đây rồi. Ui dồi ôi, anh em nhìn thấy anh kia kinh không? Phép à? Đây. À, em này là kiểu white magical. Chơi là chỉ có mấy cái đòn để kiểu như là hồi sinh, hồi máu, hồi miếc thôi.
kiểu lai sọc này là kiểu là chiêu hồi máu. Chứ em thì không có cái chiêu nào là chiêu kiểu em không phải là Black Magic để mà dùng những cái phép để chiến đấu được. Em chỉ búp thôi, kiểu như là Oxin ấy. Lên level là mở skill mới. Ừ, thôi thủ thôi. Mình có skill gì không? Skill Runaway. Đéo mẹ. Chiến đệ. Anh này thiện cho em xem nào, anh có chiêu gì không? Steel V Virgin. Đéo mẹ cái đéo gì đây. Màng trinh làm bằng sắt à? Bằng thép à? Sử dụng như nào? À, biến người mình thành thép à? Thế từ từ đã, từ từ. Đây là chiêu biến người mình thành thép. Từ từ đã. Đấm chay xem nào. Ui dồi ôi mẹ, 42 máu luôn. Một phát có cái chết luôn. À, em kia thủ rồi con ạ. À, lần này mình tổng lực tấn công thôi. Đơn giản như đàn rổ luôn. Bao tiền? 83 tiền. Mình có bao nhiêu tiền rồi nhỉ? 90 sàng rồi. À, chiêu đấy phản đa mét lại mấy con quái à? Nó đấm vào mình thì sẽ, nó sẽ bị phản đa mét lại gì? À, may quá mình kịp thủ. Sửa con này. Một phát chết luôn. Sửa con này. Láo. Tập trung con này cho anh. Láo. Chết con thứ hai ngay. Sửa con này cho anh. Láo. Mày đấm anh kìa. Mày đấm tao à? Chết ngay. 100 vàng ngay. Đi về mua trang trí nhà cửa thôi. Game hay phết anh em ạ. Mày chơi cuốn vãi đái luôn. Thề. Nào đi về nhà xem thử nhà mình như nào nào. Bố đời chưa? Ui xôi ôi. Mẹ, anh em nhìn thấy chưa? Nhà đẹp lắm. Trang trí cái trông bố đời luôn mà. Nhà đấy hay là nhà nào nhỉ? Hay mình có nhầm nhà không? Đúng rồi, nhà đấy mà. Nhưng mà chưa có giường tủ đéo gì. Về ngủ cái để hồi máu đã. Đó. Giờ ra cái cầu thôi. Anh ơi vô cái nhà ở giữa mua cái lon để lên level 2. Thế à? Nó có cái lon lên level à? Đây. Ở đây level 2 can đấy. 100 sàng. Upgrade từ lên level 2 luôn. Được. Thế tôi ra ngoài tôi cày level đã. Nhá mẹ, lần đầu tiên tôi không ngờ cái game này cũng game để mình đi ngồi cày level ạ. Sợ thật. Bố tổ game. Đi ra cày tiền đã. Cầm luôn đi. Nghĩ. Đây, đủ tiền đây. 61 gold đủ tiền để mua cái kia rồi. Lên level 2 phát.
Cái rông này tôi nghĩ là hay đấy chứ, bởi vì là nó rông này tôi nghĩ là hay đấy chứ. Mình dùng cái này để cho ai lên level 2 rồi anh em? Cho mình nhá. Cho mình lên level 2 nhá. Đây này. Tại vì là mình là nhân vật chính thì tôi nghĩ là cho mình lên level 2 chứ gì nữa. Không lẽ cho hai người kia? Mình nhá, main nhá. Ok, level 2 rồi. Ngon rồi. Đi dài cầu thôi. Lại đấm nhau rồi. Thế này lại có tiền để coi như là mua cái lên level 2 tiếp rồi anh em ạ. Khổ. Ấy à. Ô. Bọn chó nó nhằm vào em gái tôi đấm. Lại bọn mất dạy thật. Mình từ từ mình có skill nào mới chưa? Help defense. À cái này là giúp phòng thủ. Mình có thể giúp cho người khác tăng sức phòng thủ lên. Không cần. Chiến nhau luôn. Đấm em gái tao nữa. Đấm em gái tao á. Đấm em gái tao á. Đấm em gái tao á. Có bao tiền rồi nhỉ anh em nhỉ? Lại 120 rồi. Thôi cày nốt thêm 30 nữa đi rồi chúng ta về chúng ta mua tất cả đều lên level 2 đi cho nó mạnh. Khổ. Đã đến nước này rồi thì cày nốt đi. Em này có tự hồi máu cho bản thân mình không? Ấy là kinh không? Bố lão. Bố lão này. Level đầu cho em phù thủy bút thôi, level 5 mới đêm. À. Thật em mày sai cô rồi, kinh đấy. À, mua hai lon. À chưa đủ tiền. Mày có 177 chưa đủ tiền. Mày. Ê, cày. Em cứ nghĩ là mình đủ tiền rồi, khổ. Có em kia hồi máu rồi thì lo đéo gì nữa. Đấm ta lại hồi làm đéo tao. Mày đấm bà lại hồi làm gì bà. Sai cô ngay. Công. Từ game kiếm bạn gái trở thành RPG. Thế em mới hay, con game này công nhận. Nhìn bình thường bên ngoài cứ tưởng nó chỉ là cái con game kiểu 2D kiểu vớ vẩn ấy. Nhưng mà đầu tư phết. Làm game này thực sự phải đầu tư đấy các bạn. Không phải làm con game này không hề đơn giản đâu, thật với anh em luôn. Thú thật một điều như vậy. Level 2 thử đánh cho anh phát em có lên đam không? À cũng lên được một tí. Anh này có skill nào mới không? Fuck you. Cái gì đấy? Trêu à? À đây là đánh và khiến cho thủ của con kia nó giảm. Kinh đấy. Đánh cho thủ giảm anh em ạ. Thanh niên này là thanh niên gì ở trong Yakuza ấy nhỉ? Tôi xếp phát thanh này là thanh niên gì trong Yakuza nhỉ?
đánh mà làm cho thủ giảm ấy. Thanh niên này là thanh niên gì nhỉ? Đây rồi, sửa lại cái cầu xong rồi. Nan ba. Nan ba hay là ai tôi đéo nhớ. Khổ. Nan ba. Rồi yên tâm, sơ mi coi như là sửa cầu rất là giỏi, không vấn đề gì, cứ đi qua thôi. Đợi đã, Odichan ba cái làm gì ở đây này? Không phải là chúng ta phải về trang trí nhà cửa à? Có phải Linh? Anh chỉ muốn biết bên kia cái dòng sông nó có gì thôi. Bên kia của dòng sông, bên đấy có ba cái viên tinh thể. À, ba viên tinh thể. Đây chính là viên tinh thể mà lão Michael nhờ mình rồi. Vâng, có ba viên anh ạ. À, nó ở đâu em? Để em nghĩ xem. Rồi, một viên ở High Tower, một viên ở Thâu Mountain, một viên ở Invert Castle. Nhưng mà mỗi viên tinh thể đều được những cái kẻ rất mạnh canh giữ. Tại sao anh lại hỏi về nó? Em biết rồi. Anh muốn đánh bại cái coi như là cái kẻ mà đang canh giữ cái viên tinh thể đấy để có thể kiếm thêm tiền để xây nhà chúng ta, đúng không anh? Khổ quá mẹ em gâu biu. Em gâu biu vẫn mơ tưởng, vẫn nghĩ là mình sẽ lại đây với em ý. Mẹ khổ. Đúng rồi em, đúng rồi em ạ. Bởi vì mấy con quái ở đây cho mình ít tiền quá. Ủa, đúng là một lựa chọn đúng đắn. Khổ. Vừa đi vừa đánh bót kiếm tiền đi anh. Lên 2K3 là mua được đồ xây nhà. À 2K3 à? Mức tiếp theo là 2K3 gì anh em? Ok. Khổ thân em tôi. Xếp vào đã. Vào thử xem con quái trong này là cái mẹ gì. Vào luôn đi sợ đéo. Ủa, cái tháp này cao quá. Đây là thôn thao anh ạ. Trong này nó có viên tinh thể đấy anh ạ. Tinh thể à? Như vậy là có kẻ canh giữ đúng không em? Vâng, hắn ta mạnh lắm. À, thằng đấy còn thế đéo nào. Thằng đấy kinh khủng thế à em? Chạy thôi kinh chứ. Viên tinh thể nó là một cái thanh gươm. Anh đã có gươm rồi. Thanh gươm cứt. Kinh quá nhở. Nhưng mà cái thanh đao ấy, thanh đao bị nguyền rủa của hắn ta còn mạnh hơn cái thanh kiếm cứt của anh rất nhiều. Ôi ôi, cái đéo đây. Rurouni Genshin à? Rất nhiều năm trước có một samurai, ấy là kinh quá nhỉ, đã rèn ra một cái thanh kiếm có thể chém bạt núi. Nhưng mà người samurai này vẫn không thỏa mãn. Anh ta hy vọng là thanh kiếm của anh ta có thể có như là sắc hơn. Thế là người samurai này mang thanh kiếm này đến hỏi một cái ông thợ rèn để xin ông ý tiếp tục làm cho nó sắc hơn. Ông thợ rèn bảo rằng là ông ấy không giúp được đâu, bởi vì là cái thanh kiếm này sắc lắm rồi. Nhưng mà ông samurai cứ nhờ mãi. Thế là người thợ rèn phải đồng ý. Thậm chí kể cả như là khi mà cái thanh kiếm này nó sắp sửa nó bị gãy, nhưng cái việc làm sắc nó vẫn thành công. Kinh quá nhở. Thanh kiếm đấy đã sắc hơn coi như là bất cứ khi nào. Nó không những có thể cắt được đồ vật mà có thể, ủa, có thể chém được cả không khí luôn. Cắt cả không khí. Khi mà chém không khí thì không thở được. Vãi cả lìn. Đéo gì đấy. Thế là người samurai lại phải tập luyện để tăng khả năng chứa khí trong phổi. Nhưng sau đấy, người samurai vẫn không có thỏa mãn. Anh ta cảm giác như kiếm của anh ta vẫn chưa đủ sắc. Ai cả lìn. Anh ta cần một con dao sắc. Anh ta lại đến chỗ của ông thợ rèn. Chuyện đéo gì đấy. Ông thợ rèn lại nhận lời. Cái đéo gì đấy. Ủa. Và một phép màu đã xảy ra.
Rồi, một cái thanh coi như là kiếm sắc nhất coi như là thế giới đã được sinh ra. Bất cứ thứ gì coi như chạm vào thanh kiếm này đều có thể bị cắt. Kinh quá nhỉ. Người samurai rất hạnh phúc. Anh ta muốn thử cái sức mạnh của nó ngay lập tức. Anh ta nhặt cái kiếm lên, đi vào trong rừng chuẩn bị để chém. Anh ta đã cắt cả thời gian lẫn không gian. Và thế là anh ta bị kẹt mẹ ở trong thời gian đấy và không thể ra được. Và thậm chí là không chết và cũng chẳng sống luôn. Éo hiểu. Và lúc đó thanh kiếm bị rơi xuống dưới đất. Sau hàng trăm năm thì thanh kiếm đấy đã trở nên ít sắc hơn, và nhưng mà nó vẫn có thể cắt được sắt thép. Rồi, cho đến một ngày, một người đã nhặt được thanh kiếm đấy lên. Người nhặt được thanh kiếm đấy ngay lập tức đã thay đổi, coi như là tính cách của hắn trở nên điên loạn và khát máu. Người ông đấy đã bị nguyền rủa bởi tiếng thanh kiếm này, và hắn ta ở trên đỉnh ngọn tháp này. À, và câu chuyện rất bố đời, đéo hiểu với pha tự hủy của anh samurai. Chém đất tại thực tại, chém đất cả khoảng thời gian không gian, chui bạ trong dòng thời gian khác. Em biết nhiều nhở? Vâng, em rất quen thuộc với nơi này mà. Thế chúng ta có khả năng thắng được hắn không em? Em nghĩ có thể đấy, bởi vì là cái thằng đấy nó cũng chỉ là một người bình thường thôi. Cái thứ mà kinh khủng là thanh kiếm của hắn ta của anh ạ. Anh hiểu rồi. Nếu như hắn ta không khỏe, anh xử lý nó được. Đấy. Vào luôn đéo về. Vào luôn. Xếp đã. Kịch. Đéo thì vào trong cả thang máy này phô nào à? Tháp của thang máy. Cái đéo gì kia? Mẹ. Như vậy là cái thanh kiếm bị nguyền rủa mà em vừa đề cập đến nó chỉ là một trong những cái tinh thể à em? Vâng ạ. Em hiểu. Một trong những cái thế anh có bị nguyền rủa khi anh liếc nó không em? Người nào còn trinh sẽ không bị nguyền rủa. Vâng. Tuyệt vời. Anh cảm thấy như cái việc mà không bị nguyền rủa lại khiến không thể không làm anh cảm thấy vui tí gì. Ôi trời ơi, chùm đâu? Lên đỉnh rồi. Xin lỗi, có ai ở đây không? Vâng, đây rồi. Ôi dồi ôi, Yasuo. Có người đâu ở đây? Hắn chính là kẻ đang giữ cái thanh kiếm bị nguyền rủa đấy anh ạ. Ôi dồi ôi, tình phết nhở, mày trông ngầu lòi thế. Hắn ta đã nhận ra chúng ta rồi. Chuẩn bị chiến đấu thôi anh ơi. Được. Yên tâm, có em này rồi em cứ thủ và em hồi máu cho team thôi. Anh yên tâm. Chiến thuật của chúng ta từ coi như là Yakuza cứ thủ và coi như là cứ thủ và hồi máu cho team thôi. Mày này. Ấy à. Skill cho nó giảm thủ đi đã anh em ạ. À, từ từ sai thủ. Ấn nhầm mẹ rồi. Hồi máu đi em. Bố lão. Ô, cái gì đấy? Nó gọi hồn ma ra à? Bỏ mẹ rồi, cái gì đấy? Giảm thủ nó xuống đã. Ích. Rồi, bỏ mẹ rồi, em kia bị mất lượt mẹ luôn, bị nó ám, đấy là mất lượt mẹ luôn. Kinh thật. Bố láo này là khỏe đấy. Bố láo ơi mít kìa. Chó cái tránh giỏi thế. Bố láo này. Mẹ em kia bị cái đấy làm nào để giải cho em bây giờ. Thật chém đứt đôi núi mà mẹ không chém được thằng kia chết. Mày chém bố mới xem. Mít mẹ rồi. Tôi xong tôi rồi. Mày đồ kinh quá. Đây rồi. Mày quá. Oni chan 3k ngay.
mày này. À, giờ làm mày làm gì tao? Giảm thủ nó xuống đã. Biết mới đau chứ. Hồi máu thôi. Đợi mình mất nhiều máu hơn đã hồi nhỉ? Đúng. Thủ đi em. Láo. Mẹ nó kinh quá. Nó lại dùng cái phép kia rồi. Thôi anh đô con nằm rồi. Anh đô con không làm gì được rồi. Con này kinh thật, thằng này gớm thật. Em láo này, nó bao nhiêu máu đấy anh em ơi, khổ quá, nó bao nhiêu máu đây, chiến mẹ đi, láo với tao, láo với tao, 50 máu luôn ạ, à. Đau thế, ủa anh kia tỉnh rồi, thủ đi em. Tể anh. Mẹ nó lại dùng cái phép kia rồi. Anh dùng chiêu da thép của anh da đen. Chiêu đấy phản đam mạnh lắm. Máu thằng này 1.000 máu á. Mẹ thế đi chơi bời đéo gì. Nào thử xem nào. Anh ấy hết mẹ mana rồi đéo dùng được cái chiêu nữa rồi. Đâm nó toàn mít thôi. Làm gì có Serious Slot mà Serious Slot đã đủ level đéo được mà Serious Slot. Anh ra đây bị ám rồi. Tranh thủ hồi máu một tí nữa nó lại luyện phép em này đứng đờ người ra để bảo vệ. Tranh thủ mà phép thôi. Cool Magic là cái gì đấy? Cool Magic là cái gì em ơi? Cool Magic là cái gì? Anh em ơi cho hỏi là Cool Magic là cái gì? Phép này đéo có nói cho mình biết là cái mét phép Cool Magic là cái đéo gì? Chắc là giảm cái khả năng gì của nó đúng không? Cool Magic cho nó chậm lại. Stun à? Nó là súng băng để bắn lan. Đó, thử xem sao đéo. Bù lão bù liếu này. Ây à. Còn công đi em ơi. Tầm này nghĩ gọi đéo nữa em. Công đi em. Công đi em.
Ôi giời ơi, lại cát phát nữa rồi. Khổ anh da đen lại bị dính cát rồi. Bố láo này. Bố láo này. Thua thì mình lốt lại có gì đâu mà anh em phải lo. Thua thì lốt lại à? Mẹo tránh kinh thế. Ơ sao này nó cứ cát bãi cái này nhỉ? Thầy bị điên à? Sao nó cứ cát bãi vậy? Nó điên mẹ rồi. Chết mẹ rồi. Bố láo bố lếu với chúng tôi. Bố đời mà. Mẹ. Đánh bại ngay từ cái thanh kiếm kia rồi các bạn. Em đã nói với anh rồi mà, hắn ta chỉ là một người bình thường thôi. Sau khi đánh bại hắn ta, chúng ta có rất nhiều tiền. Chúng ta có thể nâng cấp nhạc rồi anh ơi. À thì anh đã lấy được cái thanh kiếm chưa anh? Anh lấy được rồi. Úi dồi ôi. Có rồi. Anh không cảm thấy có gì kỳ lạ khi anh giữ nó cả. Thế là đúng là anh là còn trinh rồi đấy. Với cái thanh kiếm này, hành trình của chúng ta sẽ dễ hơn rất nhiều anh ạ. Ừ. Đó, đi về đi ngủ giấc. Khổ. Có 3 sàng rồi. 2.000 sàng rồi anh em ạ. Bao nhiêu tiền thì mới đủ nâng cấp nhà đấy. Đi về ngủ một giấc cho lành. Mấy con này thì bây giờ mình đánh được. Khổ. Từ từ để cho kiếm vào đây đã. Chưa thay kiếm rồi. Mẹ phải thay kiếm ở ngoài. Bực thế. À, không sao. Bọn này tầm này đánh đéo được tôi. Nó cho đánh đến mai luôn. Hai ca ba à? 143 nữa rồi kìa. 2K286 gần đủ rồi đấy. Thay kiếm đã. Là nó phải thay kiếm nhở. Cái kiếm này chỉ là kéo giáp đánh nhau thôi đúng không? Không thay được. Đéo cho thay. Kiếm làm nhiệm vụ không xài được à? Anh chỉ được dùng Sid Caliber thôi. À. Cày nhỉ. À đấy, đi về đi ngủ đã chứ. Đây tôi đi kiếm thêm tí tiền để nâng nhà. Khổ. Thôi thì mình có rời quay trở về thế giới kia thì cũng để lại cho em ý thằng con chứ. Xếp phát. Thử cáo kiếm này vào đây không ăn cua gì nhỉ. Ok xong. Bao tiền rồi. Rồi 2.300 rồi. Nào vào nâng nhà. Ơ kìa, vào làng cơ mà.
cả vì coi như là waifu của tôi đấy. Đây, đầu tiên là cái bàn này, tivi này, ôi dồi ôi, giường này, ôi ôi, painting này, sofa này, điều hòa, mẹ đệm, tủ. Rồi 2003 là mình sẽ đủ tất cả các thứ trong ngôi nhà chúng ta. Check out thôi. Về nhà thử xem nhà cửa như nào cái khổ. Nhà mình bây giờ chắc bố đời rồi đấy anh em ạ. Ui dồi ôi. Quyết định ở lại đây chứ. Được. Luôn chuyển giao nữa. Ui dồi ôi giường nhé. Bây giờ không phải là giường hai bên nữa, đây là giường đôi rồi nhé, không phải giường một nữa rồi nhé. Căn phòng mơ ước của em cuối cùng cũng đã trở thành sự thực. Ừ, thật là ấm cúng và đẹp em ạ. Cảm ơn anh hùng của em. Chúng ta có thể sống ở đây mãi mãi. Ơ đẹp thế là em à? Sau rất nhiều những cố gắng, chúng tôi cuối cùng cũng đã lấy được thứ mà chúng tôi muốn. Chúng tôi đã tiến đến lễ cưới. Và chúng tôi ịch nhau rất nhiều. Cô phù thủy nhỏ của tôi, anh thật may mắn khi được gặp em. Mọi thứ đều chẳng có gì quan trọng nữa. Đợi đã. Thế còn những thứ khác thì sao? Sao? Nói chung là chúng ta đã xếp ở đoạn kia rồi, cho nên là không phải lo đâu anh em ạ. Chúng ta đã xếp ở cái đoạn kia rồi, cho nên là anh em không phải sợ đâu. Khổ. Tôi nhớ là chúng ta đã xếp ở cái đoạn ấy rồi mà. Đây này. Đó. Từ lúc còn 2.000 tiền, bây giờ đi vào mua đồ để tăng level nhá. Nhưng mà cái này là để lên level 2 mà. Cái máy này chỉ bán đồ level 2 thôi. Có uống nữa, có lên level nữa đéo đâu. Tôi sẽ mua mấy cái đồ để mình tăng máu, tăng miếc thôi. Mua đồ tăng máu đi. Hồi sinh. Cái này hay này. Cái này là cho kẻ địch ăn quả poison này, nó mất 100 damage. À, dính 100 damage luôn. Ở bên kia sông có à? Bao nhiêu tiền? Anh sang map mới có cái túp lều vào, có đồ up đến level 5. Nhưng mà tổng là bao nhiêu tiền? Chứ bây giờ tôi có mua được ở đây không? Mua để tăng máu, tăng biếc chứ mua cái đéo gì? 1.200 à? Thế thì đủ mà. Ờ, mua mana cho em kia thôi nhở? Nhưng mà có 30 tiền thôi mà. Đáng đéo bao nhiêu đâu mà anh cứ phải tiết kiệm. 1k2 thôi gì. Thế là được rồi. Khoảng 5.000 á. Có tự anh em đấy hỏi anh em tiết kiệm. Mẹ có coi như 30 x 5 có 150 sàng mà anh em cũng tiết kiệm. Đéo hiểu. Hồi sinh này. Mua mẹ 5 cái poison ném chúng nó cho nó ác. Rồi, đi thôi. Tổng là 9.000 sẽ lên max level 5. Nhưng mà đánh mấy thằng boss này thì dễ mà, cần gì phải lên level 5 nhỉ anh em nhỉ? Chứ nó yếu ở mẹ ra, tôi đánh chúng nó vậy còn... Thậm chí level 2 đã đập chết cái thằng kia rồi thì lo lắng gì á. Mình khỏe mà.
Anh muốn cày tiền thì vào rừng bên kia sông, đánh thằng hiệp sĩ xa ngã, máu nó khoảng 9.500. Thế anh em vào và đánh nó nhá. Máu nó 9.500 đấy anh em vào và đánh nó, tôi đéo điên. Ôi khiếp, bọn này là bọn gì mà cạc màn hình à? Vãi cả cạc màn hình ạ. Đéo gì? Bố đời à? Ô tổ sư. Ồ đánh con này có một máu ạ. Ủa cái con này kinh vậy. Con là con đéo gì đấy, nó có một máu vậy. What the fuck. Con này chắc phải dùng phép của anh này rồi. Giảm thủ nó xuống. Bắn cho nó làm đông nó luôn đi em. Bố láo với chúng tôi này. Ừ, con đấy phải xài skill. Có túp lều này. À rồi. Túp lều. Ôi ba cái giường. Mày nhá, mày cho thằng da đen nằm ngay ở đây, đừng có cho lên cái chỗ này. Túp lều lý tưởng của anh. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Mà ba nào em ơi, túp lều lý tưởng. Đây đúng không? 1.200 là mua được cái này rồi. Anh em cứ lừa tôi. Mình có 1.947 rồi này. Ok. Mua luôn. Mua. Ồ mua mới mua được có một cái thôi. Cái gì đấy? Lại còn có cả cái dập lửa. 9.999 tiền để làm được cái dập lửa. Đéo gì mẹ đắt thế. Hai mẹ đồ này chắc là phải là có một cái việc gì đấy. Nó bố đời anh em ạ. Cái lều ở dưới là để đặt camera á. Rồi mua luôn, mua dần mà tăng dần cho từng người chứ. Xếp nhá. Mua dập lửa về cứu thế giới thực à? Ờ đúng rồi, cái dập lửa là cái để cứu thế giới thực. Thế thì mình cần gì phải lấy mấy cái artifact làm cái đéo gì nhỉ? Thế có 9, mình cứ đi cày đến đủ 9.999 tiền. Sao lão kia bảo là có một cái artifact đéo gì? Úi gì đây? Sẽ có cái lâu đài đéo gì nằm chổng ngược này. Để tôi vào thử khu rừng này xem. Có anh em kêu là trong khu rừng đấy coi như mẹ có một cái thằng 9.900 máu. Để tôi vào tôi xem là hình thù nó như thế nào. Cái gì đấy? Cặp màn hình overclock lên. Cho mẹ ép sung mẹ nó lên ạ. Vãi cặp màn hình có khả năng ép sung. VL. Kinh đấy. Ờ phải có artifact mới về được nhỉ. Xếp rồi anh em yên tâm. Cứ vào đây tìm cái thằng đấy xem mà tôi xếp rồi. Đây thực ra đây chính đây mới chính là khu rừng hero ban đầu. Thế là sao? À, những cái anh hùng của thế giới này đã được sinh ra ở đây. Thế bây giờ sao nó lại như thế này? Bởi vì là cái khu rừng hero đầu tiên đã bị tiêu hủy. Hắn ta coi như là ẩn náu ở trong khu rừng. Hắn ta muốn xem hoạt hình và chơi game suốt ngày. Hắn ta không muốn đi cứu thế giới. Đéo hiểu. À, thậm chí là cả cái phù thủy cũng ghét hắn và bỏ đi. Nên là cái khu rừng này coi như kiểu đã bị nguyền rủa ấy. Thế cái người anh hùng đấy còn ở đây không? Nếu anh gọi hắn ta có thể xuất hiện đấy.
Nhưng em cảnh báo trước với anh, hắn ta không dễ bị đánh bại đâu. Chơi luôn sợ đéo thằng này. Ra đây thằng khốn kia. Ôi dồi ôi, sao tôi nhìn thấy quen nhỉ? Đây là tôi mà. Sao giống tôi thế? Tại sao mày dám đi đến nhà tao? Giết! Ấy là kinh quá nhở. Nhìn trông khỏe đấy. Cứ ném cho nó cái này vào đã. Cho nó cái poison đã. Cứ poison vào người nó đã. Không phải nói nhiều. Cứ poison vào người nó đã. 9.900 máu thật à? Anh em có lừa tôi không đấy? Đéo gì thằng này mẹ máu đéo máu lắm. Magic Burn. Uầy. À nó làm giảm, nó làm giảm MP của mình. Lão với chúng tôi này. Mình có skill gì mới? Serious Slash. Bố lão này 130 máu mẹ luôn, chết mẹ luôn. Máu với chúng tôi này. Ờ hay là nó còn nó, hay là nó còn mẹ phây hai thật. Mẹ có khi nào có phây hai thật đi. Mẹ tôi nghi lắm. Không thể như vậy được. Ơ thì đéo là chết mẹ rồi. Bia mộ mẹ rồi. Ờ thế là có cái bia mộ ở đây. Để xếp cái đã nhở. Không, không được. Chết mẹ rồi. Cho nó cắn thuốc à? Phây hai à? Đây, cho viên thuốc đây. Ờ, dậy rồi, dậy rồi, dậy rồi. Tại sao cậu lại giết tôi xong rồi cứu lại tôi? Lần này cậu không đánh bại tôi dễ thế đâu. À, đây. Giết. Đây, 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 đây. Đây. Ồ. Đây. Còn phây nữa cơ. Đúng như anh em nói rồi, 9.000 máu nó phây, nó phây thật, phây 29.500 máu thật. Mình cứu nó dậy. Là phây 2 luôn. Phây 2 thì đánh mùa quýt. Mỗi lần được 100 máu này đánh nó đến mùa quýt thật. Tôi xếp rồi mà anh em có phải sợ cái đéo gì nhỉ? Đã bảo tôi xếp game rồi có phải sợ đéo hiểu. Vừa đờ vừa run VL. Trời ơi sợ, sợ đéo nó. Mình hết mana rồi, thằng kia khôn phết. Nhìn mình cái nó cho mình hết mana luôn. Ai, đau đấy. Phải có thằng dưới tầng hầm quăng 1k5 tiền vào mặt nó thì chết siêu nhanh. Mỗi lần đánh chết nó được 5.000. Thằng dưới tầng hầm quăng 1k5 tiền á. Cần đi về nhà mua độc cũng được mà.
À nó lại chơi magic burn rồi. Mày burn được magic của tao, tao còn có không mà burn đéo gì. Này nó lại nhắm anh ra đây anh burn kìa. Thầy bị rồ à? Nó cứ nhắm anh ra đây anh burn xong nó burn magic của anh ý. Bố tổ sư. Nó chết rồi. Nó chết mẹ ơi. À, không thể như vậy được. Nó lại chết mẹ rồi. Bây giờ lại phải về mua cái thuốc hồi sinh à? Mẹ tôi nghi là tôi lại phải về mua cái thuốc hồi sinh rồi anh em ạ. Cày tiền thằng này được phết nhở? Mỗi lần được hơn 200 tiền, ở cũng không ít không nhiều lắm. Không lẽ lại phải về hồi sinh nó tiếp? Phây 3 lại 9.000 máu à? Khiếp anh em lắm phây thế. Ờ thật, đánh quái còn nhanh hơn, thằng này có hơn 200 tiền. Đánh quái còn nhanh hơn, đi về mua vậy thuốc xong đến đánh nó cầy đéo gì. Mỗi lần đánh nó chết còn được có hơn 200 tiền với bà vẫn. Thôi anh em ạ. Tôi nghĩ là ngày hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi. Cái con tôi sẽ còn có như chơi tiếp cái trò này xem cuối cùng chúng ta sẽ đi đến đâu. Nói chung là hôm nay 2K cho anh em ạ. Giờ đi ngủ thôi. Ngày mai thứ bảy chúc anh em ngày thứ bảy vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Tôi cũng đã live stream được 4 ngày rồi. Ngày mai tôi xin phép. Ok. Bye bye. See you again. Bye bye again.